Thứ nhất, cái việc mà anh chị kêu gọi tiền từ thiện đó là gì? Là anh kêu gọi tiền từ thiện của cộng đồng, của bá tánh đỡ vào cái tài khoản của anh chị. Thì đúng, nó thật sự là tài khoản cá nhân, nhưng mà cái tiền đó chính là tiền của cộng đồng bá tánh. Và khi mà cái tiền của cộng đồng bá tánh đó, anh phải cho cộng đồng bá tánh biết rằng anh kêu gọi được bao nhiêu, và cái việc anh làm đó đối với những người nào nó phải được liệt kê cụ thể và đầy đủ. Thì nếu một người nào đó họ biết được cái số tiền từ thiện anh kêu gọi đó, thì cho dù đang ở trong cái tài khoản cá nhân của anh đó, thì cái việc đó không được xem là bí mật cá nhân. Tại vì bí mật cá nhân là gì? Là một cái việc riêng tư của mình, nó gọi là một cái việc riêng tư, và cái việc riêng tư này nó xuất phát từ cái cá nhân mình trước, chứ không phải là cái việc bí mật cá nhân này nó xuất phát từ cái tài khoản cá nhân của mình. Cái này nó hoàn toàn khác, tại vì lúc đó chúng ta chưa có cái nghị định 93 về kêu gọi từ thiện. Sau khi chúng ta kêu gọi từ thiện thì chúng ta cũng lập một cái tài khoản mang tên cá nhân của chúng ta, nhưng mà cái việc mà sao kê, cái việc mà theo dõi cái tài khoản việc từ thiện đó thì có thể có một cái cách công bố rất là rõ ràng và công khai, giống như là ngân hàng MB Bank á, bữa nay họ có một cái dịch vụ đó chính là sao kê online á. Thì ai mà chuyển tiền từ thiện thì người nghệ sĩ họ sẽ cho một cái đường link, thì chỉ cần kích vào đường link đó thôi thì chúng ta có thể biết được tiền của chúng ta đã vào tài khoản đó hay chưa, và nó sẽ cho chúng ta biết luôn là tài khoản đó đã vào bao nhiêu tiền, rút bao nhiêu tiền vào ngày nào, và cái tiền do những ai gửi, và chúng ta có thể coi được những người khác họ gửi trong cái số tiền đó. Đây là một cái dịch vụ sao kê online rất là tốt và rất là hay và rất là mới của ngân hàng MB Bank để nó đáp ứng cái nghị định 93. Còn về cái việc mà chúng ta xem cái việc mà cô Nguyễn Phương Hằng nói rằng tôi có giấc mơ 174 tỷ hay là vài trăm tỷ trong cái số tài khoản cá nhân của cô ta đó, thì gọi việc này là bí mật cá nhân là không đúng. Nếu mà theo định nghĩa bí mật cá nhân là không đúng. Bí mật cá nhân nó là phải một cái việc nó xuất phát từ cá nhân của mình, những vấn đề riêng tư của mình thì mới được gọi là bí mật cá nhân. Còn cái việc mà mình kêu gọi tiền hỗ trợ từ thiện của cộng đồng, của bá tánh vào tài khoản cá nhân của mình, thì cái việc này phải là việc công khai minh bạch. Cho dù nó vào tài khoản cá nhân của mình đi nữa thì nó không phải xuất phát từ bản thân cá nhân của mình, mà nó xuất phát từ cái nơi mà một địa điểm chuyển tiền từ túi người mạnh thường quân chuyển vào cái túi của mình là một shipper từ thiện, đó là tài khoản cá nhân, là nơi tạm giữ tiền. Đây không thể nào được gọi là bí mật cá nhân. Nếu mà đỡ thuyết phục rằng đây là một bí mật cá nhân thì nó hoàn toàn sai về cái định nghĩa của bí mật cá nhân. Và bí mật cá nhân nó là phải của mình kìa, nó phải là của chính mình và nó phải là của cái riêng tư của mình. Còn đây là tiền của bá tánh, tài khoản là tài khoản cá nhân của mình, thì đây nó chưa đáp ứng được bí mật cá nhân, giống như không thể gọi là hoàn toàn hoàn hảo đáp ứng vào cái khái niệm bí mật cá nhân. Một khi đã không đáp ứng vào khái niệm bí mật cá nhân thì chúng ta không được xem đó là bí mật cá nhân, tại vì số tiền đó đâu phải của anh, của chị. Số tiền đó không phải của anh chị. Nếu mà số tiền trong tài khoản cá nhân của anh chị thì người ta thường gọi tài khoản cá nhân là gì? Sẽ chứa đựng cái tiền do chính mồ hôi công sức nước máu mình làm ra, hoặc của người gia đình mình họ gửi để mình cầm, thì cái đó được gọi là bí mật cá nhân, tại vì đó là cái tiền tiền cá nhân của mình. Còn đây là tiền của bá tánh, tiền của công chúng giữ trong tài khoản cá nhân của anh, thì nó chỉ đáp ứng mới được 50% cái khái niệm về bí mật cá nhân mà thôi. Cho nên dùng những cái từ như báo chí nói và kể cả rất nhiều người nói rằng đó là bí mật cá nhân, em không hoàn toàn đồng quan điểm. Ví dụ như một người nào đó nhờ rằng anh nông dân cầm dùng tôi 10 triệu, dạ em cầm 10 triệu em đút vào túi em, thì em nói trong túi tao có bao nhiêu là bí mật cá nhân của tao, mày không được rờ trong túi tao. Nhưng mà thật sự người đó nói rằng mà là mày cầm tiền tao mày bỏ trong túi mày đi, có gì là xíu tao lấy. Bây giờ mình nói rằng trong túi tao giờ nó lủng rồi, nó rớt còn có 8 triệu rồi, bây giờ mày lấy không, tao đưa tao mày 8 triệu, làm gì có vụ đó. Khi đó những người mà gửi tiền mà nói mình bỏ vào túi mình, họ sẽ là ngay lập tức sao họ xông vào họ lục túi mình liền, hoặc là mình tự chứng minh cái sự trong sạch là nè túi quần tao này mày tự kiểm tra đi, tao lục này có phải rách không, bây giờ còn 8 triệu rồi. Và đến bây giờ một cái vấn đề thứ hai đó chính là người ta gọi là vu khống xúc phạm danh dự nhân phẩm. Thì điều đầu tiên chúng ta đã từng biết cô Nguyễn Phương Hằng có 3 đến 4 live stream chia sẻ cái phận nữ nhi đối với cô Thủy Tờ này, và có sự khen cô Thủy Tờ này, và sau đó cũng chính cô Thủy Tờ có một cái
Dòng bình luận hay là một cái dòng bình luận trên tab cộng đồng có cảm ơn cô Nguyễn Phương Hằng vì đã thấu hiểu cái phận nữ nhi với nhau. Em nhớ mà, em nhớ có điều đó. Cô ta đã từng cảm ơn cô Nguyễn Phương Hằng chứ không phải là không có. Nói vào vu khống á, thì cũng quay lại giống như cô thợ hát. Có rất nhiều cái thông tin trên mạng xã hội và những thông tin này có thể đến một phần từ cơ quan báo chí. Được gọi là thông tin, khi mà thông tin cơ quan báo chí thường người ta gọi là thông tin chính thống đó, cũng có đặt một cái dấu hỏi và những cái sự nghi ngờ đối với cái việc làm từ thiện của cô Thị Tờ này. Vậy thử hỏi những người dân như chúng tôi, những người dân đang đọc, đang nghe những gì mà được gọi là thông tin chính thống đến từ cơ quan báo chí, ví dụ như em với chị hay là quý vị khán giả, đâu có muốn mở một cái tờ báo hay là một cái tạp chí hay là một kênh truyền thông nó dễ dàng đâu. Chúng ta phải được thông qua các giấy phép rất là khó khăn và nghiêm ngặt. Cho nên khi mà họ đã được những cái giấy phép như thế này và những cái thông tin mà họ được đưa ra đó, thì phần lớn chúng ta có thể được xem là thông tin chính thống. Vì những người đọc như chúng ta đâu có phân biệt được là thông tin đúng, thông tin sai. Chúng ta cứ nghĩ rằng là báo chí họ đưa ra là đúng. Chứ thực sự từ trước drama này, em cũng không có bất kỳ một cái sự nghi ngờ gì thông tin từ báo chí đưa ra hết cả. Nhưng mà trong cái vấn đề drama, em đã có sự nhìn nhận lại về cái cách đưa thông tin của báo chí. Có nhiều lúc họ sẽ đưa thông tin theo cái cách chủ quan, có nhiều lúc họ sẽ đưa thông tin theo cách cá nhân, có nhiều lúc họ sẽ đưa thông tin theo cách khách quan. Và chúng ta đọc thông tin đó để chúng ta lọc thông tin và chúng ta có biết rằng là chúng ta nên nghe hay là nên chờ thêm sự kiểm chứng, và chúng ta phải chờ những cái tờ báo khác họ sẽ đưa thông tin đó như thế nào. Thì đây là một cái bài học rất là lớn trong drama đối với cái cách tiếp cận và thông tin trên mạng xã hội. Thì quay lại vào vấn đề này, thì có rất nhiều lời đồn qua tiếng lại trước drama và việc của cô Thị Tờ và cái vụ mà sao cơ hay là cái vụ mà ghi cái tiền sao cơ ra tờ giấy. Cái việc đó nó đã có từ trước khi drama xảy ra nữa kìa, chứ không phải nó mới có. Và những cái tờ đó là cũng chính cô Thị Tờ cũng đã up lên trên cái trang mạng xã hội của mình và các fan của cô ta chia rẽ sẽ rất là rầm rộ. Thì một người mà từng làm tài chính như cô Nguyễn Phương Hằng, một người mà từng làm ngân hàng như em, hay là từng quản lý kinh doanh và đến bây giờ đang quản lý với chức danh là tổng giám đốc điều hành của một công ty dược lớn, thì đến bây giờ chúng ta phải hiểu rằng cái việc như vậy là không có bao giờ xảy ra trong việc điều hành về mặt kinh doanh giấy tờ, sẽ làm cho chúng ta nhiều sự nghi ngờ. Kể cả một công ty mà trình ra những giấy tờ như vậy, người ta gọi là giấy tờ đó là chỉ có vứt đi thôi, vứt sọt rác, không làm gì được, không có bất kỳ một cái chứng cứ pháp lý hay là một cái chứng cứ gì để làm cái điểm đối trọng đối với những cái lời nghi ngờ của cô Thị Tờ trên mạng xã hội. Thì cái việc mà được gọi là mơ, hay là cái việc mà được gọi là câu hỏi của cô Nguyễn Phương Hằng, hay là cái việc mà cái sự cần lên tiếng xác nhận đối với cô Thị Tờ này, thì cái việc này không phải được gọi là vu khống xúc phạm danh dự nhân phẩm. Và cái việc này đó là việc cô ta phải làm, đó là trách nhiệm của cô ta, đó là nghĩa vụ của cô ta, chứ không phải là cái trách nhiệm và nghĩa vụ của chúng tôi. Chúng tôi không làm điều đó, chúng tôi chỉ lên tiếng khi thấy nó khó hiểu và có nhiều điểm nghi ngờ. Và cái thứ ba mà chúng ta phải nói đến đó chính là cái kết luận điều tra của Bộ Công an. Cho dù Bộ Công an có kết luận điều tra rằng cô Thị Tờ này không đủ cấu thành tội phạm, thì đối với những người học luật và đối với chị Như hay là những người nghe lại livestream này, hãy hỏi những người đang học luật đi. Không đủ cấu thành tội phạm nhưng không đồng nghĩa với việc là chúng ta không có lỗi. Tại vì lỗi là một trong bốn yếu tố của cấu thành tội phạm về mặt pháp luật hình sự. Nhưng mà yếu tố lỗi này không quyết định hoàn toàn đến việc có khởi tố hình sự hay không. Lỗi chỉ là một trong bốn yếu tố quan trọng để cấu thành tội phạm nha vị khán giả. Khi chúng ta có lỗi nhưng mà cái lỗi này nó chưa đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật hình sự, hoặc là nó còn thiếu một trong những cái dấu hiệu khác, thì nó sẽ không đủ yếu tố cấu thành tội phạm. Nhưng mà phần lỗi vẫn có lỗi chứ không phải là không có. Và cũng là một trường hợp thứ hai, chúng ta không có lỗi và chúng ta không có lỗi thì cái việc không cấu thành tội phạm thì việc đó là việc đương nhiên. Nhưng mà quay lại trở lại đó chính là gì? Đã có rất nhiều tờ báo nói rằng cái ngày mà Bộ Công an vào kiểm kê lại cái việc mà phát tiền từ thiện của cô Thị Tờ đó, thì trong vòng một ngày đã thấy cái sự chênh lệch về cái số tiền lên tới 4 tỷ 3. Vậy thử hỏi, cái thông tin đó đến từ cơ quan báo chí, từ một cái phương tiện truyền thông như báo chí, và
từ một cái tổ chức báo chí lớn như vậy, và em biết rằng cái thông tin nó đến từ một cái tờ báo rất là lớn, vậy được xem là một thông tin có sự kiểm chứng, và một cái thông tin được gọi là thông tin đến từ nguồn thông tin tin cậy, thì những người bạn đọc như chính khán giả, chính em hay là những người đang xem livestream này sẽ thấy rằng đúng, cô Thủy Tờ có cái sự nghi ngờ về vấn đề làm từ thiện, và có vấn đề làm từ thiện thì báo chí họ mới lên, và có phải đây là một cái lỗi của cô Thủy Tờ này hay không, nhưng mà cái lỗi này nó có đủ để yếu tố cấu thành tội phạm hay không, hay là nó chỉ là một cái lỗi nó nhỏ có thể bỏ qua được. Và nếu mà thực sự cô Thủy Tờ này đã có một cái lỗi như vậy thì cái việc mà lên tiếng trên mạng xã hội, cái việc được gọi là hỏi cô Thủy Tờ có anh chặn tiền từ thiện hay không, thì việc này không được xem là vu khống xúc phạm danh dự nhân phẩm, tại vì trên thực tế cô ta đã có lỗi xảy ra, và cái lỗi này được sự kiểm chứng bởi thông tin cơ quan báo chí truyền thông, thì cái lỗi này đã có trên thực tế nhưng mà chưa đủ yếu tố để cấu thành tội phạm, chưa đủ mức độ lỗi hoặc chưa đủ tất cả những yếu tố để cấu thành tội phạm, nhưng cô ta đã có lỗi trên thực tế. Và một khi mình đã có lỗi, mà giống như những người dân gian hay nói á, mày đã sai, mày có lỗi có nghĩa là mày đã sai, mày sai thì người ta chửi là đúng, thì đó là một cái câu nói rất là bình dân. Cho nên khi mà mình đã sai, người ta lên tiếng, người ta nói như thế này, người ta nói như thế kia, thì mình phải chấp nhận rằng người ta nói một phần đúng chứ không phải là sai. Một khi mà đã có lỗi thì cái việc của cô Nguyễn Phương Hằng nói về cô Thủy Tờ hay là đối với anh số 9 là hoàn toàn chính xác, tại vì đã có lỗi, nhưng mà dùng cái lý do từ cái đơn của Bộ Công an nói rằng không đủ yếu tố cấu thành tội phạm cho nên không hề có lỗi, không có hành vi sai phạm, thì nói rằng cô Nguyễn Phương Hằng là vi phạm bí mật đời tư cá nhân, vi phạm luôn cái là vu khống xúc phạm danh dự nhân phẩm, thì nó rất là khập khiễng về mặt câu chữ, câu từ, cỡ cả về mặt lý luận và lập luận về những cái khái niệm mà hồi nãy giờ em trình bày cho vị khán giả nghe. Thật sự nếu vị khán giả thấy em nói đúng và có lý thì thả số 1 giùm em nha vị khán giả.